Đấy, thậm chí ở Caron nó không phải tự hỏi là Alhato đâu, mình cứ nghĩ là mình sẽ được lái Mobisuit, nhưng mà không, đây là game xây nhà thì đúng phải là game lái Mobisuit thôi. Trường ba mà không thể lái Mobisuit thì chắc là mình cũng có vẻ là phần khác này là không có gì đặc biệt lắm nhỉ. Xem sẽ bỏ qua và đầu tiên tôi không phải xem bỏ qua mà con bạn cũng chỉ là mình chơi extra sau, còn hiện tại làm video thì chúng ta cứ tiếp tục câu chuyện à. Magic. Thank you.
よくできました。あとは私がやっておきますから休んでください。Ok, xin chào các bạn, mình quay trở lại. Chắc mình biết mình rất yếu, mà chúng ta sẽ vào bản luôn của bài học thôi. Được rồi. Có lẽ như mình đánh sang máy vò luôn á. Ok, video mình có bị ngắt quãng một tí lên thôi các bạn phải. Chúng ta sẽ xem lại. Bạn muốn bạn thể skip qua, nhưng mà mình vô tình quên mất đoạn nào mình ngại lắm, cho nên ta sẽ xem lại. Vì video trước đoạn trước là 7 phút rồi nhỉ, thì xảy ra đoạn này mình sẽ phải làm trong vòng 29 phút thôi. Cảm giác như đối bạn bạn đã xem liên tục của video, nhưng còn mình giống như kiểu mình đang làm lại video. Ok, bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị đọc nhanh nhé, bởi vì mình sẽ lướt qua chữ rất nhanh thôi. どなたですか？Thế là từ rất là thú vị. Anh vô tình nghĩ đó là trong video trước mình có đoạn trước mình để tiếng hơi to, nên đôi khi bạn sẽ không nghe thấy tiếng của mình. Bạn bật quá to rồi bạn nghe thấy tiếng mình, thì tiếng trong game nó sẽ áp lại tiếng mình. Cho nên là mình sẽ để nhỏ tiếng đi, mặc dù nó sẽ gây cho cái trải nghiệm mình nó tệ hơn một tí. Mình còn nhớ đặt tên khi thực hiện những cái đồ này, nhớ đặt tên sẽ không phải ý kiến cho chính. Mình đồ chơi của nhớ đặt tên. Chúng ta trả là bài tử và nhớ đặt tên không mất tiền.
Mình không biết cái chi tiết này nó đang cà khịa không, nhưng mà nếu như bạn theo dõi trên các group của Hoàng Cai thì bạn sẽ thấy đó là có những ông cũng làm theo đúng như cách làm của Caron này, cũng làm đúng cách làm Caron để mà nhìn thấy được cái gương mặt của Carpass. Mình chữ Carpass, Carpass mình không biết đọc chuẩn tên, có thể bạn fan của anh này bạn sẽ chửi mình. Thì well, căn bản không có mặt. Thì cái model nhân vật của Carpass thì vốn là cái mặt nạ nó che mặt của Carpass, vì thế nên là nhìn thực chất sẽ không nhìn thấy, nhưng mà nếu như mà đối với các ông game thủ ấy thì mấy ông sẽ dò nhìn cái phần đúng, nó làm đúng theo kiểu của Caron nó làm này, thì thấy mặt mặt Carpass lộ ra rồi, nhưng mà mặt của Sakura trong game này thì có vẻ không. Vronia lười biếng bị chúng ta phát hiện. Đôi khi tìm những cái điểm này nó thực sự rất là thú vị, một phát rất là thú vị thực sự vậy luôn. Lại mong vị trí. Mình hứa hẹn sẽ thật hứa. Mới đọc tên lúc đầu mình còn tưởng là lỗi lỗi của mấy ông kỹ thuật, mấy ông không phải.
Có phải nhớ đặt tên. Nhớ là tên hai. Từ từ là thôi điểm vẫn không giấu được người viết cốt như anh ta vừa nghĩ mới có thể nhận được câu trả lời nếu đặt tên đúng thấy các hàng thì cũng chưa mua và nếu đặt tên không. Đâu nhỉ, nhớ đặt tên hai rồi nhỉ, ta sẽ phải đánh nhớ đặt tên hai thì mới mua cái skin cho Tiana à, chút nhỉ, không đánh như thế nào à, nhớ đặt tên hai đến nhớ đặt tên hai. Yeah.
Sai un tima. Yeah, okay. Là nhớ là tên. Nhớ là tên. Là nhớ là tên. Nhớ là tên. Đi là tên thì cả cười lên được nhớ nữa. Cả người là tên. Nhớ là tên. Cứ đọc lại thì nhớ là tên rồi. Nhớ là tên đúng rồi. Mà chủ là lệnh cho người ta không phải mạnh. Mà cái này mình mới tập trung. Người ta tên hơn. Nè, mình nghĩ là tên chính là Arahato ấy. Còn mình nghĩ là vậy rồi, đúng không? Mình nghĩ là vậy, mình có tăng đá này. Khoan á, cho tôi bộ mình một qua một chút ở góc bên bên phải trên cùng có robot tái đần màu trắng và fix của main như phiên bản dưới góc bài chơi nhé. Cũng người chứ nhỉ, hay để đi mở điểm này.
nhớ ra tên. À, để cho nó lại nhớ đặt tên cái đàn nó chí hả, có thú vị. Thắng cái ngoài này thì mình mới mua được cái trang phục cho bọn nha. Ok, số lượng ký túc xá đề cử cao cấp đó là ok, nó tốc độ nhanh. Xong là được. We'll be right back.
sẽ thấy cái đứa nào là chuyện nhỉ? Mình chưa thấy có nhân vật nào nó chạy nhỉ? Chúng ta phải thận trọng nào. Rồi. Con mẹ nó được của mình. Ok, đến cái video sẽ dừng lại thôi. Xin chào.